Thưa quý vị, nỗ lực, tâm huyết, không ngừng làm mới sản phẩm, tập trung giữ hình ảnh du lịch an toàn, môi trường sạch, an ninh trật tự tốt, bức tranh du lịch toàn tỉnh những tháng đầu năm 2024 không ngừng phát triển. 6 tháng đầu năm, Bà Rịa Vũng Tàu thu hút hơn 8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 8.500 tỷ đồng. So với chỉ tiêu thu hút trên 15,5 triệu lượt khách cả năm 2024, tính khả thi rất cao bởi mùa cao điểm du lịch hè còn kéo dài tới hết tháng 8. Sau mùa hè, các tháng cuối năm là thời điểm thu hút mạnh dòng khách nước ngoài, trong đó có khách tàu biển cao cấp. Dự báo xu hướng phổ biến của du khách là tìm kiếm những kỳ nghỉ độc đáo, gây ngạc nhiên và thích thú, hướng đến các dịch vụ du lịch trải nghiệm thân thiện với môi trường, du lịch xanh, du lịch cộng đồng và du lịch chăm sóc sức khỏe tinh thần. Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm, tăng kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế. Hiện Sở Du lịch đã phát động toàn ngành thiết kế thêm nhiều sản phẩm, chương trình, sự kiện kích cầu du lịch, tăng cường quảng bá để thu hút và phục vụ du khách trong suốt năm. Đồng thời đẩy mạnh đầu tư xanh và những giải pháp bảo vệ môi trường, phối hợp liên kết ngành, vùng miền, tăng cường liên kết các doanh nghiệp lữ hành quốc tế, các hãng hàng không và đặc biệt là các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, nâng tỷ trọng khách quốc tế trong những tháng cuối năm.